Chào các bạn, ngày hôm nay An Đông sẽ giới thiệu cho các bạn cái miếng rán treo chanh. Đây là một vỉ, nó có 8 miếng. Thì các bạn ghép thành 4 cặp. Cái đầu tiên các bạn ghép thành 4 cặp như vậy, sau đó bóc băng dính và dán. Bây giờ thì các bạn bắt đầu bóc cái lớp phủ băng keo ra để dán vào các góc. Và những bức tranh nặng thì các bạn nên dán cả 4 cặp vào 4 góc. Dán dọc hay dán ngang cũng đều được hết. Sau này muốn gỡ băng keo thì các bạn chỉ cần kéo thẳng đứng cái này xuống là tự khắc băng keo nó sẽ ra. Cái miếng dán treo tranh này 3M thiết kế rất là tiện dụng. Việc ghép hai miếng như này giúp các bạn có thể tháo tranh ra khi cần thiết và thay thế bằng bức tranh khác, hoặc là di chuyển từ vị trí nọ sang vị trí kia mà không sợ hỏng tường. Đấy là ưu điểm của miếng dán treo tranh. Sau khi dán xong 4 góc này, các bạn tiếp tục bóc tiếp băng dính và để dán cái bức tranh lên tường. Đó, các bạn bóc tiếp cái lớp băng dính để dán bức tranh lên tường. Rồi, bây giờ các bạn có thể treo bức tranh lên tường rồi. Đấy, các bạn ướm vị trí trên tường. Chưa được, lệch. Xoay. Đây là bức tranh sau khi đã được dán hoàn thiện. Những bức tranh nặng thì các bạn nên gỡ nó ra để cho cái chân keo nó chắc, cho nó khô, sau hôm sau các bạn mới lại ghép lại. Còn những bức tranh nhẹ các bạn có thể dán trực tiếp luôn được, không sao cả.